khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 100: Thành kính là cửa vào đạo. Một vị đại đức không luận là thế gian hay xuất thế gian, nếu muốn truyền đạo, ở ngay trong hàng đệ tử các ngài chọn cái gì? Các ngài có tiêu chuẩn, không phải là không có tiêu chuẩn. Ngài Ấn Quang Đại Sư thường nói: thành kính. Đây chính là tiêu chuẩn mà các ngài chọn. Một vị lão sư trường học, nhất là có thâm niên trong nghề, đã dạy học qua mấy mươi năm, đã tiếp xúc qua rất nhiều học trò, tiếp xúc qua rất nhiều người rồi, họ sẽ biết xem bạn có được mấy phần thành kính. Hơn nữa là biết bạn có hiếu liêm hay không, rồi họ mới truyền pháp cho bạn. Hiếu liêm là nền tảng, là một căn bản của đức hạnh, lại thêm thành kính nữa thì sẽ truyền pháp. Vậy thì xứng đáng được truyền pháp. Vì sao vậy? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: học vấn của Nho, Thích, Đạo ba nhà là đại học vấn. Truyền thừa phải dựa vào thành kính. Nếu không có chân thành, cung kính thì thế nào? Thì bạn sẽ không được nhận. Không phải lão sư bỏng sẻn, lão sư truyền hết cho bạn, bạn không thể tiếp nhận. Bạn có tâm chân thành, tâm cung kính, lão sư làm, lão sư nói, bạn mới có thể thể hội. Mỗi một người mức độ tâm chân thành không như nhau, cho nên mỗi một người cái thể hội sâu cạn không giống nhau. Thế nhưng không thể hiểu sai. Nếu như học trò không có tâm chân thành, chúng có tâm tà vậy, chúng ta gọi là có tâm hư vinh, có tâm ngạo mạn. Vậy thì nghe lão sư giảng luôn luôn là hiểu sai. Trong kệ khai kinh đã nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Họ không làm được. Họ như thế nào vậy? Hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của Như Lai, lý giải sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Loại người này chúng ta xem thấy có quá rất nhiều. Cho nên thành kính là cái cửa để vào đạo, cái cửa để vào đức. Chân thật là một chiếc chìa khóa. Nếu chúng ta chân thật muốn trên học vấn có được thành tựu, ở trên Phật đạo có thành tựu, bạn đầy đủ được hai cái chữ này, lại thêm vào hai chữ hiếu liêm, thì bạn không thể không có được thành công. Cho dù ngay trong đời này bạn không có duyên gặp được thiện tri thức, nhưng bạn có thể làm đệ tử tư thục của người xưa, cũng giống như Mạnh Phu Tử vậy. Mạnh Tử cả đời không gặp được cao nhân, ngài lấy Khổng Tử làm thầy. Khổng Tử không còn ở đời, sách của Khổng Tử còn. Đọc sách của Khổng Tử, ông có thể hiểu được chân thật nghĩa của Khổng Tử, có thể y giáo phụng hành. Ông học được rất giống, cho nên ngày nay nói đến Nho đều nói đến Mạnh Tử, không nói đến Tằng Tử, không nói đến Nhan Hồi. Nói Mạnh Tử, Mạnh Tử cùng Khổng Tử chưa hề gặp mặt nhau, chính là ông đã đầy đủ hiếu, liêm, thành, kính. Làm thánh làm hiền, then chốt chính là ngay chỗ này. Then chốt chính ngay bản thân mình: hiếu, liêm, thành, kính. Bản thân có đầy đủ hay không? Nếu như đầy đủ được bốn cái chữ này
thì không việc gì không được thành tựu. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.